Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Những ngày qua, sau khi vụ việc luật sư Đào Kim Lân, luật sư bào chữa cho các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai, bị cơ quan công an điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, thì một lần nữa, những thông tin liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai lại được xới xáo. Mỗi khi nhắc đến tỉnh Thất Bồng Lai, nhiều người hay đề cập cụm từ thầy ông nội để nói về Lê Tùng Vân, thời điểm ông này chưa bị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An xét xử. Vậy, ai là người đã dựng nên vụ thầy ông nội ở tỉnh Thất tự xưng này? Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định có 5 clip đăng tải trên 2 tài khoản YouTube chứa nội dung vi phạm. Trong đó, clip với tên gọi Năm chú tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết, đăng tải ngày 2 tháng 7 năm 2019, đã mạo danh mạo xưng Đức Phật, xúc phạm sự uy nghiêm của Phật giáo. Bị can Lê Tùng Vân khai nhận tham gia trực tiếp trong clip này. Người quay phim là hai bị can Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên. Bị can Lê Thị Cúc chuẩn bị đồ hậu vàng cho ông Lê Tùng Vân mặc, ngồi trước tượng Phật và lư hương để một số người quỳ lại thắp nhang. Trong lúc quỳ lại, bị can Lê Thu Vân nói: "Kính lạy Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ giải thoát hiện sinh truyền đạo Hồng Hạc Vân Du." Sau khi quay xong clip, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên trình cho ông Lê Tùng Vân xem lại và thống nhất trước khi thầy ông nội cho phép đăng lên tài khoản YouTube Năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ. Bị can Hoàng Nguyên xác định các nghi thức, thủ tục cúng bái quỳ lạy được thể hiện trong clip là do ông Lê Tùng Vân quy định và đặt ra. Mục đích đăng tải lên YouTube được Hoàng Nguyên khai rằng để cộng đồng mạng người hâm mộ xem hoạt động của nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai thiền am bên bờ vũ trụ. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An ra kết luận giám định về nội dung clip trên. Theo đó, clip với thời lượng 18 phút 41 giây, 452.313 lượt xem và 1.500 lượt bình luận. Trong đó, đoạn từ 2 phút 27 giây đến 2 phút 42 giây đã mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Đoạn từ 6 phút 06 giây đến 6 phút 13 giây đã mạo xưng Đức Phật. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12 năm 2019, tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official đăng tải clip có tên Cầu cứu gấp, tỉnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc, mất tích tại đồn công an. Trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định clip này chứa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa. Lê Thanh Nhất Nguyên là người trực tiếp tham gia và sử dụng điện thoại quay clip ghi lại sự việc ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại công an huyện Đức Hòa. Quay xong, Nhất Nguyên đăng tải lên tài khoản YouTube. Ngoài ra, Nhất Nguyên còn khai nhận các bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên và hai người ở tỉnh Thất Bồng Lai là Lê Thanh Nhất Tuệ và Lê Thanh Huyền Trân là những người tham gia sự việc trên. Nhất Nguyên khai nhận đã nói trong clip, yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My vậy rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi. Bị can này trình bày, mục đích đăng tải clip là để cầu cứu cho Diễm My và cho cộng đồng mạng biết sự việc sau khi làm việc với công an huyện Đức Hòa, cô mất tích tại đồn công an. Lê Thanh Trùng Dương còn khai nhận trong clip, bị can Lê Thu Vân đã nói trước đám đông tụ tập, công an huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi, công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè. Trùng Dương thừa nhận hành vi của nhóm người tại Thiền Am là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, bị can Cao Thị Cúc khai nhận đã nói công an đánh người luôn, đánh xong nó lôi ra cửa luôn, vì cho rằng clip bị cắt ghép chỉnh sửa nên nội dung không đúng với sự việc thực tế. Khai thác dữ liệu lưu trong ổ cứng, lấy ra từ máy vi tính thu giữ trong phòng của Lê Thanh Nhị Nguyên, cơ quan điều tra xác định 7 file clip và 3 file ghi âm đã thể hiện rõ nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ, gây rối, xuyên tạc, xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định các bị can đã cố ý sử dụng các file clip và file ghi âm để biên tập thành clip hoàn chỉnh, cầu cứu gấp, tỉnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc, mất tích tại đồn công an. Đáng chú ý, một trong 7 clip là do các bị can cố ý dàn dựng thêm hoạt cảnh và ghi hình, sau đó cắt ghép thêm đoạn âm thanh từ file ghi âm rồi biên tập chỉnh sửa cùng các đoạn clip khác thành clip hoàn chỉnh, sau đó đăng trên YouTube. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố 6 trên 7 bị can ở tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Theo đó, 6 bị can bị truy tố gồm Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, tự xưng là thầy ông nội; Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990; Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991;
Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, Cao Thị Cúc, sinh năm 1960 và Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998. Theo cáo trạng, năm 2014, bà Cao Thị Cúc từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An đến ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây mua nhà và chuyển hộ khẩu về đây để xây dựng, sửa chữa, làm điểm tù trái phép. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân bán nhà ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, rồi cùng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân, Nhị Nguyên và một số người khác chuyển đến sinh sống tại hộ bà Cúc. Trong thời gian sinh sống, ông Lê Tùng Vân tự đặt tên hộ của bà Cúc là Tịnh Thất Bồng Lai. Đến đầu tháng 1 năm 2020 thì đổi thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Từ năm 2019 đến năm 2021, dưới sự chủ mưu chỉ đạo của ông Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân sinh năm 1957, Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân và một số người khác tiến hành tạo các tài khoản YouTube, thực hiện các hoạt động quay phim, dàn dựng, biên tập các clip rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm cho nhiều người xem, bình luận, chia sẻ, đăng ký và lan truyền nhanh chóng. Trong đó, nhiều clip chứa nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Đáng chú ý, các bị can thực hiện hành vi tụ tập gây rối, quay phim trái phép tại trụ sở công an huyện Đức Hòa và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan này. Sau đó, biên tập nội dung clip để đăng tải lên mạng xã hội cho nhiều người xem, chia sẻ và bình luận. Ngày 5 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. 6 bị can bị truy tố gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc và Lê Thanh Nhị Nguyên. Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra thêm các hành vi liên quan ở tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày 9 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố 6 trên 7 bị can ở tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Theo đó, 6 bị can bị truy tố gồm Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, tự xưng là thầy ông nội, Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, Cao Thị Cúc, sinh năm 1960 và Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998. Theo cáo trạng, năm 2014, bà Cao Thị Cúc từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An đến ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây mua nhà và chuyển hộ khẩu về đây để xây dựng, sửa chữa, làm điểm tù trái phép. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân bán nhà ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, rồi cùng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân, Nhị Nguyên và một số người khác chuyển đến sinh sống tại hộ bà Cúc. Trong thời gian sinh sống, ông Lê Tùng Vân tự đặt tên hộ của bà Cúc là Tịnh Thất Bồng Lai. Đến đầu tháng 1 năm 2020 thì đổi thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Từ năm 2019 đến năm 2021, dưới sự chủ mưu chỉ đạo của ông Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân, Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân và một số người khác tiến hành tạo các tài khoản YouTube, thực hiện các hoạt động quay phim, dàn dựng, biên tập các clip rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm cho nhiều người xem, bình luận, chia sẻ, đăng ký và lan truyền nhanh chóng. Trong đó, nhiều clip chứa nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Đáng chú ý, các bị can thực hiện hành vi tụ tập gây rối, quay phim trái phép tại trụ sở công an huyện Đức Hòa và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan này. Sau đó biên tập nội dung clip để đăng tải lên mạng xã hội cho nhiều người xem, chia sẻ và bình luận. Ngày 5 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, cơ quan điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cuối tháng 2 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án lên Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Từ đây, hai bị can Cao Thị Cúc và Nhị Nguyên lần lượt bị khởi tố bắt tạm giam. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An tiếp tục phiên xử ông Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm ở tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 5 đồng phạm gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và Cao Thị Cúc, 62 tuổi. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Trùng Dương mỗi người bị phạt 4 năm tù, Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù.
Hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, có tổ chức, bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò rõ ràng, vi phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả.